Hello, chào anh em nha. Chắc này cũng cỡ tầm cỡ mùa 1 May đó. Mà chắc này là lúc sang băng là chính xác nhất. Không bị sóng điện thoại trầm, không bị tiếng ồn. Đúng không? Đây mình đang sang băng cho khách đặt thương băng anh em. Chắc là tối quá à. Phải hôm tối mình bắt lên cho anh em nghe. Phải hôm tối chắc này là mình bắt máy lên cho anh em nghe. Đi anh em. Mình chuyên cung cấp bên loại mấy cái dòng máy băng cái set hồi xưa để dùng để đánh cái miếng này. Nói thiệt chứ nói cái đánh máy thẻ thì nói chung nhiều cái dùng nó cũng đi chứ không phải là không đi, nhưng mà nó tỷ lệ nó đi thua máy băng rất là cao. Cái máy thẻ nó có những cái chế độ chỉnh nào, như nó có những cái chế độ chỉnh như là trong đục chậm lẹ nè, này thấy không, nhanh này trong đục trong đẻ đầu tư đã có cục băng nhảy rồi, phải canh đó anh em. Trời hết, trời trời trời, quên chặn gốc rồi, quên chặn ngọn rồi. Điện thoại mình, điện thoại mình để cái bên vẫn còn nước sống bụp nè, xả tới cái đó kìa, bên đó là cuộn đang cuộn cũng núm anh em, đây cũng là cuộn núm luôn, hai cuộn núm luôn, hai cuộn núm này là hỏi vụ nào cũng đi mạnh chứ á, nghe không? Dặn cho em nghe nè, trong đục cùng trong cùng đục. Cứ núm là có cùng trong cùng đục. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy băng đó, mình chỉ cung cấp bên máy băng máy thẻ lo, mình cung cấp bên dưới lo Hà Nội xưa thôi, đâu ở đây kìa nó mình cung cấp cái lo đó đấy em à, mình nếu anh em có mua lo mình gửi anh em mấy cái lo vậy đó, y hệt cái lo đó là lo Hà Nội xưa đó. Bên đây mình còn có chỗ bán mấy dòng lo đó nhưng mà số lượng không còn được nhiều. Mấy những cái mấy cái máy này là mấy cái máy mình đang thổi nghe anh em. Mình tính bỏ rồi, nó gáp nó ra ngoài nó thuận tiện hơn, nhưng không bằng cái này, thấy không? Cái này đang cho nó có ba cái này nó đỡ rồi, nó cũng thuận tiện, chúng gì giặt vô được. Cái này có nắp đậy rất là gọn, anh em này mưa bão cũng sợ nữa. Để đậy lại cho anh em coi nè. Đó. Đậy là vậy bỏ đánh để vậy mưa còn sợ nó đâu có vô được nào được đó. Mình không giỏi rồi lên. Còn mới cũng có rồi anh em. Xe mới còn lóc ở dưới đó kìa, ở dưới còn đóng băng dưới nữa. Anh em cần liên hệ mình nha.